Rồi, em xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bác và anh chị em quay trở lại với kênh giày si tuyển. Nay tiếp tục giới thiệu với các bác những mẫu giày thể thao tiếp nhé. Mẫu giày thể thao vẫn là quen thuộc hàng si chính hãng, nhiều thương hiệu khác nhau. Lacoste, Tommy, Hilfiger, Adidas, và nhiều thương hiệu khác nhé, Puma. Rồi, mua hàng thì kiểm tra hàng nhé, ship code cho các bác toàn quốc. Các bác cứ đặt hàng nhớ mã số và liên hệ với shop qua số điện thoại trên màn hình 0943 280012 qua số tài khoản của em nhé. Các bác nào có chuyển khoản ngay thì cũng ok nhé, em xin nhận. Chi tiết giới thiệu từng đôi một nhé, không làm mất thời gian các bác. Những mẫu giày cũng khá đẹp, nhiều mẫu giày độc lạ nhé các bạn. Một đôi đầu tiên, đôi size nhỏ nhỏ trước đây. Một đôi size nhỏ nhỏ chứ, size nhỏ nhỏ nhé. Một đôi cốt vặn, cốt vặn của hãng Black Jack được thiết kế mẫu mã rất đẹp nhé. Đây các bạn, Black Jack, tên thương hiệu, đế đẹp, độ mới cao, Black Jack, cốt vặn hoạt động bình thường nhé, siết vào, chất liệu bằng vải thun mềm, size 38 nhé. Logo của em đây, size 38, mã là B797, đây mã số, size và giá tiền 300k bao ship, độ mới rất cao, mã B797. Đôi này đi ôm chân là đẹp lắm, đi chơi thể thao thì ok, rất nhẹ. Rồi em qua mã nha. Giá sản phẩm đã bao ship nhé, giá đã bao ship, anh chị em cứ lựa chọn được mẫu mã này thì liên hệ với shop qua số điện thoại trên màn hình. Tiếp một đôi Fila, đây các bác, những mẫu giày tuyển tuyển lựa rất đẹp. Một đôi em Fila nhẹ, siêu nhẹ luôn, nhẹ như cái bánh mì không. Đôi này đi rất nhẹ và êm, không nhẹ không êm không lấy tiền các bác nhé. Và độ mới và độ đẹp thì rất cao. Fina chất vải, vải zin này. Phần này thun nhé, thun mềm, lưỡi gà đẹp, hai lớp mỏng, thiết kế mẫu mã rất đẹp, dòng đế mút này rất nhẹ, đế các bác, đế đẹp. Fila Italia, Italia các bác nhé, rất chất, độ mới rất cao, nót đẹp. Đôi này size 42, size 42, made in China, 260, chiều dài 260, 2.5, chiều dài đôi này 260, 2.5. Các bác nào chân 41.5 đi đôi này là vừa nhé, tương đương với size 41.5, 42. Mã số đôi này là B792. Rất đẹp. Hiếm có những đôi đẹp như này nhé. Không nhẹ không lấy tiền các bác. Độ mới cao, từ trong ra ngoài, rất nhẹ. B792, giá là 480k bao ship. Rồi em qua mã nha. Tiếp đến các bác mẫu Lacoste mã 794. 794 một mẫu Lacoste chất liệu da khá đẹp. Rồi lại cũng size 42 luôn. Hàng sản xuất tại Thái Lan. Made in Thái Lan, Lacoste. Đế có mòn nhẹ nhé, đế có mòn nhẹ đây, chiếc nào hàng qua sử dụng cũng có mòn các bác nhé. Đúng là chất giày si, giá là 450k, đôi này mã là B794, hàng sản xuất tại Thái Lan, đế rất cao, 2020, nót màu xanh, quần jean sạch sẽ, size 42, thích mẫu này thì chốt nhé. Nhớ mã số shop 794.
Đây chiếc bên phải này các bác, Lascot khá đẹp các bác nhé, chất da đẹp lắm, da của Lascot thì nó ok rồi các bạn, mẫu trời đi chơi thời trang ok, đế cũng đẹp. Rồi nhớ mã số shop nhé, mã 794. Lên tiếp một đôi Hi-Fi. Rồi size 43 này quá, quang là chân 43 nữa đôi này đi nhá. Hi-Fi Tommy, Tommy Hi-Fi. Chất bằng da nhé, màu trắng, ba sọc, Hi-Fi. Đấy, đây các bác nhá, Hi-Fi. Tem của nó này, tem táp này, Tommy Hi-Fi, size 43, size US là 10, made in Anh hàng xóm. Trong, đẹp, sạch sẽ. Tôi lại có mã số là B793 size 43. 793 size 43. Một đôi Tommy Hilfiger này cũng khá chất này. Hàng hiệu nha các bác nhá. Nike với đá thì nó là bình thường à. Bác đi những mẫu giày thời đi chơi thời trang đi những đôi này thì ok rồi. Nike đá thì nó chỉ thông dụng thể thao thôi các bác. Những đôi này đi chơi thời trang thì có ok rồi. Đi ăn tiệc ăn cưới du lịch thời đi làm thể hiện sự chịu chơi các bác nhé. Giá 480k đã bao ship, giá sản phẩm đã bao ship các bác nhé. Những đôi giày nó hàng si được như này cũng vẫn là ok rồi các bạn, vẫn sử dụng đi chơi ăn tiệc ăn cưới tốt. Và tiếp theo B798 một đôi size 40 của Adidas, dòng debut Adidas ba sọc. Debut êm lắm. Đôi này đi bộ thì ok rồi, thể thao rồi, chơi đi làm thì ok. Đế đẹp. Tem đề 40. Tem làm sâu nhau. Bút nhá, có chữ bút đây các bác nhá. Chân đôi này size cho anh em chân 39 đến 39.5 đi này sẽ vừa ok hơn nhá. Form nó ngắn gọn lắm. Anh em nói chân 39 đến 39.5 đi sẽ thoải mái. Giá 370k vào ship. Mã 798. Đây chiếc bên trái. Giày khá đẹp các bác nhá. Đấy, những mẫu giày tên tuổi thương hiệu. Bác nào mà quan tâm đến kênh thì yêu thích kênh thì chưa mới xem thì có thể đăng ký kênh thì theo dõi nhé. Bác xem trên điện thoại đăng ký kênh. Đăng ký kênh, ấn nút chuông thông báo để nhận thông báo mới nhất về sản phẩm. Xốp quá nhé. Mẫu giày thể thao, giày da, mũ, túi da, cặp da, thể thao. Tiếp lên một đôi hiệu Line. Rồi này cũng khá nhẹ. Mẫu giày đi bộ, chạy bộ, tập thể dục thể thao, nhảy nhót. Màu xám nhé, xám ghi. Tem này các bạn, tem họa sao lại cọ vào đâu rồi. Nót trong còn đẹp nhé, nót của hãng Victor, không phải nót của Nike các bạn nhé. Đây là size 41, mã là B791, size 41 luôn các bạn nhé. Đây bên này chưa, tem nó đề 42 các bạn nhé. Nhưng mà thử chân thì chân 41 đi vừa đây nhá. Đôi này chân 41 đi vừa nhá. 41 đến 41.5 thôi. Form nó ngắn gọn lắm. Giá là 350k bao ship anh em nhé. Rất nhẹ. Rồi em qua mã nhá. Và tiếp theo một đôi New Balance B796. Đây là size 41.5. 480 VS LB. 480 VS. Lưu bơ lần chính hãng anh em nhé. Cũng còn khá ok, khá đẹp. Trong, sạch sẽ.
Lebanon đôi lời size 41.5 đây. 41 đến 41.5 thì vừa nhé. Vâng nhé. Giá là 300k. Đấy. Mẫu giày đi bộ thể dục thể thao ok nhé. Nhẹ lắm. Đôi này cũng rất nhẹ. Form dáng cũng đẹp. Đấy, chiếc bên trái. Khá ok các bác nhá. Rồi, nhớ mã số shop nhé. Mã B796 sơ 41.5 300k. Tiếp lên cho bác một bộ Puma. Khá đẹp. Tuyển nữa bác những mẫu giày đẹp. Puma, đầy đủ thương hiệu. Puma đây quá. Chất liệu vải nhé, vải canvas đẹp lắm. Phối hợp với da lộn. Độ mới cao. Rồi size 41 luôn. Đế. Đế cũng khá đẹp nhé. Đế độ bám cao. Chữ gì đúng không? Reader. Rất nhiều chữ. Trông đẹp sạch sẽ. Đôi này size 41. Tem nó nằm ở đây các bạn. Size 41. Made in Việt Nam. Rất chất nhé. Đôi này mã là B800. Giá là 450k. Đã bao ship. Đã bao ship. Đẹp. Đi chơi thời trang những đôi này quá ok rồi. Rồi nhớ mã số shop chưa? Mã B800. Đôi Puma rất khá đẹp. Độ mới cao. Tiếp lên các bác một mẫu Nike tiếp này. Một mẫu Nike cho size nhỏ này. Nike Felix. Felix Show. Mẫu này nhẹ lắm. Đi bộ chạy bộ ok rồi. Chơi thể thao. Form dáng rất gọn nhé. Đế đế ok lắm nhá, đế mút nhẹ lắm. Đôi này đây tem đúng không, ở bên hông này. Đôi này tem cũng là size 40, thử chân dành cho anh em chân 39 đi thôi nhá, các bác chân 39 đi này thôi nhá, nó gọn nó ngắn lắm, các bác chân 39 đi nhá, vừa thoải mái thôi, 40 đi hơi kích. Mã là B789 350k. Như mã số shop nhé. B789. Vâng, ok các bác nhé. Cứ như mã số là được. Vừa size chân thì các bác chốt nhé. Vừa size chân thì chốt để cho nó thoải mái. Giày thể thao thì nhiều đôi nó các bác có thể đi thừa size đi. Chứ đừng đi đúng size này, nó sẽ vừa hơn, không bị kích mũi chân, tránh trường hợp trật. Giày da thì có thể hay rộng, còn giày thể thao thì đa số các bác đi đu vừa nhìn size tem này cũng nhiều đôi nó chật lắm, không đi được. Mã tiếp theo B795 size 39, một đôi cốt vặn nhẹ êm mới Zalafay, thương hiệu của Mỹ. Cốt vặn hoạt động bình thường nhé, bên hông này siết vào nhả ra. Đôi này đi êm lắm, đây các bác tem táp này mờ này. Đôi này cũng dành cho anh em các bác chân size 39 nhé. Giờ lót phây trong lót jean sạch sẽ, đế còn ok lắm nhé, mòn nhẹ lắm. Màu đen. Mã đôi này là B795 350k bao ship các bác nhé. Đây chiếc bên trái. Rồi em qua mã nha. Nhớ mã số shop nhé. 795. Mã tiếp theo. 790. Một đôi Adidas Alphabow. Adidas Alphabow. Đôi này size 40. Bác nào thích mẫu mã này thì lại chốt này.
Alphabow. Đế. Ok quá nhá, nhẹ lắm. Mẫu giày chính hãng này đi rất thích. Bow này. Có chữ bow đúng không? Alphabow ở dưới lót này. Size 40 luôn các bác nhá. Đây các bác. Size 40. Giờ này các bác sẽ đi chuẩn size luôn, 40 luôn. Adidas nó size nó chuẩn. 350k các bác nhá. Giá là bao ship. Ok. Rất chất. Rồi nhá, em qua mãi nha các bác, qua quan tâm đến đôi nào có thể xem tour đi xe tour lại xem kỹ một đôi đấy nhá, để chốt hàng chốt chắc nhé các bác nhé. Và cuối cùng gửi các bác một đôi cốt vặn thế mà của hãng BFL, hình cái đầu trâu, cốt vặn sport BFL Audu, đôi này size to hơn, size 43, size 43, giá là 250k, sport thể thao, mã B799, nếu mà số shop nhé, mã này mã cuối cùng, đây trên bên trái, bác nào lựa được mã nào thì nhớ mã số để chốt hàng. Rồi, xin kết thúc clip đây nhé, đây mã cuối cùng. Chốt hàng thì liên hệ với shop qua số điện thoại trên màn hình. Xem clip thấy hay các bác lại thả cho kênh một nút like, nút chia sẻ nhé. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bác. Hẹn gặp lại anh chị em ở clip tiếp theo.